Nhưng mà nhiều khi mình trên cái trang Zalo của mình hay là những cái feedback hay những cái công việc mình làm hàng ngày, mình không biết tận dụng, mình chụp hình hay là mình ấy lại để mình đăng lên cái trang cá nhân của người ta để mình cho người ta thấy là mình đang làm cái công việc đó rất tốt, và có nhiều người mình phục vụ người ta rất hài lòng, nhưng mà mình không biết xin những cái feedback của người ta để mình đưa lên cái tường hay trang cá nhân của mình để mình thay như một cái lời khẳng định của mình, mà mình cứ phải đi đi chào mời người kia cho nó nhọc thân, mà cũng không biết chắc đã tốt quốc đã cho mình nhiều những cái triết lý trong như kinh doanh, có những cái điều thường ngày mình đã tiếp tiếp cận nhưng mà mình không có nhận ra, không có nhận diện để mà phát huy nó. Ví dụ như cái môi trường mà nuôi dưỡng khách hàng thì đôi khi là mình ai mà hiện diện nhiều ấy, thì khách hàng sẽ biết nhiều nhiều hơn. Rồi, cảm ơn thầy Quân.